Quay quay xét vô Caramen ơi, cả nhà nhìn nè, thấy thèm chưa? Hai, xin chào tất cả các bạn nha. Lại là những món ăn bất ổn đây. Hôm nay mình với cô Bảy sẽ đi bắt ốc và làm một cái món ốc rất là đặc biệt được mang tên là ốc xiên que nướng muối ớt. Tranh thủ đi thôi, yêu quái tới rồi. Không biết chỗ cả nhà còn ốc bu với ốc lát nhiều không, chứ chỗ của Phước á, là ốc bu với ốc lát á, là nhiều dữ lắm luôn nha. Ăn riết mà ngán luôn á cả nhà. Cả nhà biết tại sao mà chỗ Phước còn nhiều ốc bu với ốc lát không? Là tại vì á, đa phần á, khi người ta lấy nước từ ngoài sông cho nó chảy vô mương á, ngay cái đầu bọng á, người ta sẽ bịt một hoặc hai cái miếng cước nha, để ngăn chặn cho những con ốc bu vàng á, nó xâm nhập vô cái mương. Thì đa phần ở trong cái mương á, là toàn ốc bu với ốc lát không à. Cả nhà nhìn nè, bắt một chút xíu thôi á mà được khoảng chừng 4-5 kg rồi. Bao nhiêu đây á là đủ làm xiên que cho cả nhà xem rồi đó. Con ốc mình mới bắt á nó còn dơ lắm nha cả nhà, mình phải chà rửa cho nó sạch, sau đó mình để vô cái nồi chế miếng nước, mình luộc khoảng chừng 5 phút nha cho con ốc nó hở cái mày ra. Lúc đó mình mới lấy cái phần thịt của con ốc được, nhưng mà mình chỉ lấy cái phần đầu của con ốc thôi, còn cái mình với cái đít á mình sẽ để lại mình kho sả ớt sau nha. Cái mình với cái đít mà kho sả ớt á là ngon nhất nách luôn nha cả nhà. Sau 7 lần 7, 49 lần lễ á thì mình với cậu Bảy cũng lễ được một cái tô ốc như vậy nha. Cực quá cả nhà ơi, ngồi một buổi trời lễ á mà nó tê hết cái chân luôn. Nhưng mà chưa đâu, còn cái phần sau nó mới cực hơn nữa nè cả nhà. Sau khi mình lễ xong á, mình phải chà rửa 2-3 nước để cho con ốc nó sạch sình sạch nhớt nha, rồi mình mới đem đi chế biến được. Sau khi mình chà rửa cho nó sạch sẽ hết rồi á thì cái công đoạn kế tiếp á là mình đem đi xiên que nha cả nhà. Thì đây, xiên que ốc là như thế này nha cả nhà, nhìn thấy đẹp bắt mắt không? Còn cái tô muối ớt này á cả nhà đừng có quan tâm nha, một tí xíu nữa mình dùng tới nó sau nha. Rồi, sau 7 lần 7, 49 lần xiên á thì mình với cậu Bảy cũng xiên được một dĩa ốc như vậy nha. Bây giờ mình đem ra mình nướng muối ớt thôi chứ còn chần chờ gì nữa. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng tới cái tô muối ớt thần thánh này nha. Trước tiên á cả nhà dùng cái xiên que ốc này nè để vô cái tô, dùng cái muỗng gưới cái nước muối ớt thần thánh này nè cho nó thấm đều những con ốc nha. Nhưng mà cả nhà lưu ý một điều nha, mình phải pha cái nước sốt muối ớt thần thánh để cho ngon nha, còn pha không có ngon á là ăn dở ẹt luôn đó. Sau khi mình tắm cái xiên que ốc vô cái nước muối ớt thần thánh xong rồi á thì mình để lên mình nướng thôi. Nhưng mà mình nướng cho nó vừa vàng thôi nha, nướng vàng quá là con ốc nó khô queo luôn đó. Thì mình nướng hơn 5 phút á thì con ốc nó chín rồi nha cả nhà. Cả nhà nhìn nè, ôi ôi thấy thèm chưa, bây giờ mình đem ra thưởng thức thôi chứ còn chần chờ gì nữa. Ốc xiên que nướng muối ớt thơm ngon, mời bạn ăn nghe, tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền, ăn nghe. Ăn thử trước coi ngon không. Đây đây, đây chấm vô một miếng muối ớt nha, mời cả nhà nha. Hai cục luôn. Ngon. Có đã cả nhà ơi. Được rồi. Cái này phải có vài lon bia nữa. Nhức nách luôn. Thôi ăn nhức nách ai mà ăn. Ngon không? Ngon, ngon không? Còn phải ở đây, ở đây. Rồi, rồi hướng kê. Ngon. Có thịt ốc quá cả nhà. Nhà ơi, ngọt lắm. Cái này nó không có khô nha cả nhà, mình vừa nướng tới thôi, vừa vàng tới rồi mình đem ra, nó không có khô. Quá đã. Cái này hồi nãy á, mình sốt lên nước muối ớt á, nó ngon lắm, khỏi chấm cũng được nữa. Rồi ăn đậm đà thì chấm muối ớt nha. Caramel nó chảy nước miếng rồi kìa.